Trong 2 ngày hôm qua và ngày hôm nay, đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã có đợt kiểm tra toàn diện công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân. Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng, Trung tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Trung tướng Ngô Minh Tiến cùng đại diện các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng. Qua kiểm tra, nắm tình hình triển khai công tác huấn luyện, duy trì nền nếp canh trực, sẵn sàng chiến đấu tại một số đơn vị thuộc vùng 3 Hải quân, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương biểu dương lãnh đạo chỉ huy, cán bộ chiến sĩ toàn vùng đã luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, có nhiều giải pháp sáng tạo trong huấn luyện, quyết tâm cao trong việc duy trì nền nếp canh trực, sẵn sàng chiến đấu. Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp của vùng 3 Hải quân cần tăng cường các biện pháp quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về tình hình thực hiện nhiệm vụ, duy trì nghiêm hệ thống trực, nâng cao khả năng trinh sát, phát hiện mục tiêu, kiểm soát chặt chẽ vùng biển, duy trì đồng bộ lực lượng phương tiện trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo được phân công, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Tổng tham mưu trưởng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, vùng 3 Hải quân cần chú trọng làm tốt công tác xây dựng bản lĩnh, niềm tin, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ các đơn vị trong vùng cần nhận thức đúng về tình hình, đặc điểm đối với lực lượng thường xuyên hoạt động trên biển, cần luôn thấu suốt quan điểm bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, luôn chủ động, linh hoạt trong mọi tình huống, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường các biện pháp quản lý, chủ động nắm, giải quyết tốt các vấn đề về tư tưởng, không để bị động bất ngờ, giữ vững trận địa tư tưởng, sự ổn định chính trị trong đơn vị. Đội ngũ cán bộ các cấp cần thường xuyên sâu sát cơ sở, nắm và làm tốt công tác động viên tư tưởng cho bộ đội, nhất là các đối tượng đóng quân trên các khu vực khó khăn và các tàu hoạt động dài ngày trên biển. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy, chỉ huy các cấp và cán bộ chiến sĩ toàn vùng cần luôn đoàn kết, linh hoạt, chủ động trong việc triển khai công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, coi trọng đổi mới công tác quản lý, điều hành, xác định rõ phương châm, mục tiêu, yêu cầu huấn luyện của từng đối tượng. Bên cạnh đó, vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện kiểm tra, thống nhất hệ thống tài liệu, giáo án huấn luyện cho các đối tượng, nhất là đơn vị được biên chế vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, bám sát nhiệm vụ được giao, huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, sát chiến trường, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị kỹ thuật, tiếp tục phát huy mọi nguồn lực, nâng cao khả năng đảm bảo hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, theo dõi, quản lý, chăm sóc sức khỏe bộ đội, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện các khâu đột phá trong huấn luyện. Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân nói riêng, Quân chủng Hải quân nói chung, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc.